Hoàng, phóng viên Minh Hoàng, phóng viên Nguyễn Sử, phóng viên Minh Kha, phóng viên Khoa Nam cùng với phóng viên Tấn Lập đã có những thông tin gửi về cho chương trình Giờ Cao Điểm. Bên cạnh đó thì ngay bây giờ Tấn Lập cũng sẽ quan sát thông qua màn hình camera giúp cho các bạn thính giả chúng ta sẽ có một cái nhìn bao quát hơn